Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An vừa thông tin. Trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu là PTC, trú tại bản Khà Phảo, xã Phả Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định 119 người từng tiếp xúc với C từ lúc khởi phát đến khi tử vong. Trong đó, MTB tỉnh Bắc Giang tiếp xúc gần với PTC ở ký túc xá đã được xác định dương tính. B đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, thành phố Hà Nội. Trước đó ngày 24 tháng 6, C sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Đêm 30 tháng 6, nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng mệt mỏi da niêm mạc kèm hồng, sốt 37,8 độ C, ho, đau họng, khàn tiếng, sưng vùng cổ phải, nuốt đau, nổi hạch góc hàm hai bên, amidan to có dịch mù, giả mạc trắng, bám amidan và lưỡi gà, dễ bóc tách. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh bạch hầu. Ngày 4 tháng 7, nữ sinh được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị. Tại đây, bệnh nhân theo dõi sốc nhiễm khuẩn bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim. Suy thận mạn, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4 giờ ngày mùng 5 tháng 7, C tử vong trên đường từ viện về nhà. CDC Nghệ An cử đoàn giám sát điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm chẩn đoán. Cơ quan chức năng cũng cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu. Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải hình ảnh với nội dung cho rằng một quán bán vịt quay, chân giò tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, hình ảnh của bài viết đăng tải cho rằng trước khi cho lên bếp chế biến, quán ăn đã để vịt, chân giò ngâm trong một thùng xốp cáo bẩn. Trước thùng được đặt trong một nhà vệ sinh cũ có dấu hiệu ít được sử dụng. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động trên của quán bán vịt quay. Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Đức Quynh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Đông Triều tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, cơ sở bán vịt quay này chỉ là một điểm bán hàng trên vỉa hè hình ảnh thùng xốp ngâm vịt và chân giò để trong nhà vệ sinh cần phải làm rõ thêm. Ông Quynh cho biết, đây là trường hợp người trong gia đình mâu thuẫn với nhau nên đăng bài bóc phốt. Chính quyền phường đã báo cáo xác minh vụ việc lên công an thị xã Đông Triều. Ông Quynh cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng công an thị xã Đông Triều thông tin thêm, nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ trong cùng gia đình, chưa tiết lộ danh tính. Cụ thể, trước đó chủ cửa hàng vịt quay có đi trình báo cơ quan công an về việc em vợ mình tham gia đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, người em rể bực tức muốn trả thù nên đã đăng bài bóc phốt quán vịt của anh vợ. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin được đăng tải cũng như những người liên quan để xử lý theo quy định. Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều mùng 8 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin kết quả kiểm tra, ra soát phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trường mầm non, nhóm trẻ, cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, ra soát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ dừng hoạt động. Đối với nhà trọ, công an thành phố đã kiểm tra 36.972 trên 36.972 nhà trọ ở trên địa bàn, xử phạt 3.134 trường hợp trên 4.310 hành vi, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Lực lượng chức năng yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trong khi đó, đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ quan công an kiểm tra 5.808 cơ sở, xử phạt 435 trường hợp trên 636 hành vi, phạt tiền 487 triệu đồng Tạm đình chỉ 9 trường hợp, một trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin thêm, với loại hình trường mầm non, nhóm trẻ, cơ quan công an đã tổ chức kiểm tra đối với 59 trường hợp, trên 70 hành vi, phạt tiền 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với trung cư, công an Hà Nội kiểm tra 317 cơ sở, xử phạt 4 trường hợp trên 6 hành vi, phạt tiền hơn 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Chiều mùng 8 tháng 7, công an huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm giữ hình sự đối với TVH 38 tuổi chú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục với bé gái 10 tuổi. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày mùng 2 tháng 7, công an huyện Hàm Tân tiếp nhận tin báo từ công an xã Tân Thắng về việc nhận được thông tin từ phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hàm Tân do tổng đài 111 bảo vệ quyền lợi trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao đổi, có xảy ra một vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra vào ngày 13 tháng 6 tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, nạn nhân là cháu TT MH 10 tuổi, chú xã Tân Thắng huyện Hàm Tân sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo công an huyện Hàm Tân đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng TVH, 38 tuổi, chú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, cha dượng nạn nhân là nghi phạm nên đưa TVH về trụ sở công an xã Tân Thắng để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng TVH đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thông tin ban đầu, chiều 13 tháng 6, đối tượng TVH ở nhà cùng nhà với bà TTK, 37 tuổi, chú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Cả hai chưa đăng ký kết hôn, thấy cháu TTMH, con gái riêng của vợ hờ, đang xem điện thoại một mình trong phòng nên đã tiếp cận cháu và thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó đối tượng TVH còn uy hiếp, dặn cháu hát không được nói với ai, nếu có ai hỏi thì phải nói là bị cây đâm. Do bị mất máu quá nhiều nên cháu hát bị choáng, ngất xỉu được mẹ ruột là bà TTK và đối tượng TVH đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên cháu hát được chuyển tuyến vào bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Hiện công an huyện Hàm Tân đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.